Action. À, xin chào các bạn. Đây là chiếc SR5, motor 1/4 chạy bằng điện, bao gồm bộ chế độ điện tử, tức là hệ thống cân bằng tự động ở đây. Hôm nay mình kết hợp với cây remote RC3S, mình sẽ biểu diễn chạy trên đường nhựa cho các bạn xem cái khả năng vận hành của cái xe này như thế nào. Cứ bóc ga tự động nó chạy thôi, cũng chỉ còn làm sao cho nó đẹp là được rồi. Let's see. Thế là mình chạy tốc độ thấp trước ha, làm quen nè. Lỗ này nè. Lại nè. Lỗ này, lỗ này. Chấm rồi.